Alo, một hai ba. Dạ, gọi vô nhắc cho mảnh nè. Kìa, ông là ai? Dạ, bà. Tôi là kẻ nghèo hèn từ một miền xa xôi, đạp xuống hàng đồi gió tiếp trở về. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu về ngang nói họ tôi với người con gái đã xa sông. Ôi ông ơi, ông đừng làm cho tôi thêm tàn hoàng xuống đông. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiếng mùa thu vào mộ giấc mơ buồn ba. Rồi một chiều nào bà có dừng chân nói quán lạ, xin bà hãy dừng lại phút giây hoài niệm.